Suy thận vì ăn salad rau sam 2 ngày liền. Trong chương trình về sức khỏe gần đây, bác sĩ chuyên khoa thận Jian Sohan đề cập đến một nữ bệnh nhân người nước ngoài không thể đi tiểu sau khi ăn khoảng 600g salad rau sam 2 ngày liên tiếp. Cô được chẩn đoán bị suy thận cấp do tiêu thụ quá nhiều axit oxalic và phải chạy thận ngay lập tức. Theo bác sĩ Giai An, rau sam có hàm lượng axit oxalic cao. Chất này sau khi vào thận sẽ gây ra nhiều dạng tổn thương, chẳng hạn như sỏi canxi oxalat, bệnh thận cấp tính, vân vân. Ngoài ra, do không cảm thấy đau ở thận nên người bệnh thường vô tình tiêu thụ quá nhiều axit oxalic và không phát hiện ra suy thận cho đến khi các cơ quan khác trở nên bất thường. Theo thông tin từ cơ quan quản lý bệnh viện Hồng Kông, bệnh thận thường không có triệu chứng. Suy thận có thể ảnh hưởng đến chức năng của tất cả các cơ quan trong cơ thể. Khi phát triển thành suy thận giai đoạn cuối, bệnh có thể gây tử vong nếu như không điều trị lọc máu hoặc ghép thận. Bác sĩ Giai An cho hay ngoài rau sam, còn có 4 loại rau khác cũng chứa hàm lượng axit oxalic cao, bao gồm rau bina, cải bó xôi, cần tây, dền xanh và dền đỏ. Nếu mắc bệnh thận mãn tính, bạn nên tránh ăn những loại rau này. Nếu ăn 1.200mg axit oxalic một lúc, khoảng 600g rau bina hoặc rau dền thì có thể gây suy thận cấp. Ông cũng khuyên mọi người chần rau để giảm lượng axit oxalic và tốt nhất không nên ăn chúng quá nhiều. Ngoài các loại rau có màu xanh, axit oxalic cũng được tìm thấy trong các loại trái cây như táo, mơ, mận, xoài, anh đào, dứa, cam quýt. Tuy nhiên, hàm lượng khá nhỏ. Ngoài ra, axit oxalic cũng tồn tại trong các loại đồ uống như trà, nước ép Nam Việt Quốc, đồ uống có ga như soda, bia và chocolate. Do đó, không nên lạm dụng những loại đồ uống này. Ngoài ra, uống quá ít nước còn dễ dẫn đến sỏi đường tiết niệu, trong đó có sỏi thận. Người lớn nên uống trên 2 lít nước mỗi ngày. Ngoài việc uống đủ nước và kiểm soát huyết áp, lượng đường và lipid trong máu, cần tránh dùng thuốc bừa bãi để giảm sự tích tụ chất độc ở thận. Ngoài ra, uống cà phê cũng có thể giảm protein niệu và giảm nguy cơ suy thận, nhưng cần cân đối về liều lượng. Ông cho biết các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chiết xuất curumin và melatonin có lợi cho sức khỏe của thận.